nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Xin mời quý vị cùng với chúng tôi chấp ta lại niềm danh hiệu bổn sư. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn Sư tinh ca đi phòng. mô ni dần Nam mô bổn Sư tinh ca mô ni dần Vô thường tâm tâm vi diệu dần Bá thiên dần kiếm nà. À, kiêm kiến vâm đăng tổ trì nguyện giải như lai trường thiện nhiệm yeah. thưa quý vị à, hôm nay chúng ta học tiếp về uh, cuộc đời của đức phật và À, trong hạ thứ 38 này ờ à, nói về à, cái nhân duyên là ông à, trưởng giả cấp cô độc à, bệnh nặng à, cho nên à, Đức Phật ngài à, sai hai vị đại đệ tử là ngài à, Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên đến để à, giảng pháp À, trước khi mà ông trưởng giả này à, qua đời thì à, để à, à, nói sơ qua cái cuộc đời của ông trưởng giả cấp cô độc đó, thì chắc đa số phật tử chúng ta à, đã ít nhiều gì à, nghe qua cái câu chuyện à, của ông ta à lý à, do tại sao mà ông ta tên là cấp cô độc à, chắc quý vị biết không? là ông ta thường chu cấp cho những cái người à, 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 cô nhi quả phụ những người nghèo à, và nhất là ông ta là một trong những vị cư sĩ à, hậu trì Phật pháp à, thông thành nhất à, trong thời Đức Phật còn tại thế. Thì à, trước khi mà nói về à, cuộc đời của ông ta đó thì sẵn đây chúng tôi cũng xin thưa là quý vị biết à, trong à, đạo Phật hay là ngoài đời cũng vậy đó. À, à, mình làm việc gì à, nếu mà có những người khác hỗ trợ thì cái việc nó thành công, thành tựu hơn. À, một cái cộng đồng à, cũng có những người cảnh sát à, để à, bảo vệ an ninh à, cho dân chúng trong cái vùng đó hoặc có các binh sĩ à, à, bảo vệ đất nước vì à, nếu không có sự bảo vệ đó đó thì à, à, loạn lạc hay giặt giả hay cướp ăn trộm à, à, xảy ra và nhờ đó mà dân chúng mới an cư lạc nghiệp, mới an tâm mà làm ăn buôn bán và trong đạo cũng vậy thì cũng có những vị phát tâm xuất gia hoàng dương Phật pháp và cũng có những vị phát tâm hội trì tam bảo thì uh, trong kinh điển đại thừa à, cũng có nói về cái nhân duyên à, trong đời tiền kiếp á, à, có ba vị à, huynh đệ tu chung với nhau à, một vị á, thì phát tâm là thành phật sớm à, một vị phát tâm là sau khi cái vị đó thành phật à, thì sẽ thỉnh chuyển bên xe pháp À, còn vị thứ ba là phát tâm là hội trì cái pháp của cái vị mà phát nguyện thành Phật sớm à, thì sau này cái vị mà phát nguyện thành Phật sớm à, chính là Phật Bổn Sư chúng ta à, Phật Thích Ca Mũ Ni và cái vị mà thỉnh Đức Phật chuyển biến xe pháp à, là vua trời Đại Phạm à, và cái vị mà phát nguyện hội trì Phật pháp đó chính là thần Kim Cang Lực Sĩ à, Thì à, ở đây à, chúng ta thấy mỗi vị có mỗi hình nghiệm khác nhau à, Chứ không có ai giống ai Tùy theo ý thích, tùy theo tâm nguyện của mình Thì à, những vị mà phát nguyện xuất gia tu tập thì chắc chắn Là thượng cầu Phật Đạo hóa chúng sanh Là trên thưởng về Phật Đạo cố gắng tu tập để thành Phật ở dưới thì để mà độ chúng sanh như vậy còn những vị mà phát nguyện hội trì tam bảo thì có thành Phật hay không à, hay là suốt đời suốt kiếp chỉ hội trì tam bảo thôi thật sự à, trong kinh Vàng Phật Bảo Xám á, có rất là nhiều cái danh hiệu có chư vị Phật à, trên 10.000 danh hiệu cũng có những danh hiệu của như vị Phật có thể mình nghe rất là lạ mà đa phần tùy theo tâm nguyện uh, của mỗi vị khi còn hành hạnh Bồ Tát uh, mà thành Phật với những cái uh, pháp hiệu đó uh, thì những vị uh, đại hộ pháp hay là hộ pháp uh, trong hiện tại hay trong quá khứ như vậy uh, các vị có thành Phật hay không thì chắc chắn điều này là có vì khi mà phước báo trọn vẹn Và trí huệ à, được đầy đủ à, Viên mãn á, thì à, sẽ thành bậc lưỡng túc tôn Là bậc à, có đầy đủ phước báo trí huệ ừ, Chứ không phải là pháp quyền à, Hộ pháp là hộ pháp xúc kiếp à, Và à, trở lại đó À, trong cái câu chuyện của ông trưởng giả cấp cô độc á, á thì chúng ta biết á thì sau khi mà à, thái tử à, tất Đạt đa à, chứng quả vị Phật à, thành Phật á thì trong tăng đoàn à, chỉ có 30 à, vị à, và à, sau này đó à, có một ông à, À, trưởng giả giàu có. Ông ta vốn là anh rể à, của ông Tu Đà cấp cô độc này. À, ông ta đã quy Đức Phật và chứng kiến cái cuộc đời giải thoát cao thượng à, của Đức Phật và chư thánh tăng. Cho nên ông ta mới thỉnh Phật à, cho phép ông ta à, xây những cái tịnh xá cố định và sau khi được đức phật cho phép thì ông này xây cất hơn 60 mươi cái tịnh cốc để dâng lên đức phật và chư thánh tăng và được hỏi tại sao mà ông ta xây tịnh cốc nhiều vậy thì ông ta mới nói rằng là vì ông ta muốn được nhiều cái phước báo à, ở đây chúng tôi xin mở ngoặc chút xíu Uh, nhất là uh, đa số vị ở đây là cư sĩ tại gia thì đương nhiên khi mà mình hồi trì tam bảo uh, thì mình sẽ có cái được phước báo uh, mà nếu chúng ta làm mà chúng ta không có nghĩ mình làm uh, không có chấp ngã đó uh, thì cái phước báo nó sẽ trọn vẹn uh, uh, Chứ vì nhớ cái câu chuyện ông vua lương Võ đế không uh, ông ta hỏi uh, tổ bồ đề đắc ma đó à, ông ta à, xây cất chùa chiền in kinh ấn tống à, hỗ trợ cho chư tăng ni à, tu tập cũng như hoàng dương phật pháp à, có phước báo hay không thì tổ đáp là không nhưng à, tổ không có dừng chỗ đó mà tổ nói rằng à, không là không có cái phước báo vô lậu còn phước báo hữu lậu thì có à, à, tạo công lập đức thì chắc chắn những đời tương lai sẽ được cái phước báo lành thiện Nhưng à, à, nếu mà không biết tu tập á, à, Thì hưởng những phước báo đó Rồi cộng thêm những cái lúc Mà tâm của mình nó vọng động Tâm mình tham, tâm mình sân, tâm mình ghen ghét đố kỵ Thì những cái giây phút đó, đó Mình rất là dễ Mà đốt cái phước của mình à, Nên vừa à, hậu pháp Mình cũng phải vừa tu tập Vâng, các vị mà hành hành bồ tát cũng vậy là cũng phải vừa tu phước mà cũng phải vừa tu huệ uh, chuyển hóa những cái phiền não vòng đồng của mình uh, chứ bằng không những khi mà tâm sân nổi lên tâm tham nổi lên ganh két đố kỵ nổi lên vân vân những giây phút đó mình không có kiềm chế được tâm mình á uh, thì bao nhiêu công đức phước báo mình đốt hết uh, thì uh, đó mới do đó mà tổ mới gọi là phước báo hữu lậu chỗ đó hữu là còn lậu là rơi rớt à, nên dẫu à, người xuất gia hay dẫu người tại gia dẫu người hành hành bồ tát hay là muốn hành hành hộ pháp thì phải có sự tu tập để giữ cái tâm của mình mình làm bao nhiêu giữ cái phước báo bao nhiêu nó không có rơi sụng ha chỉ bằng không là rất là uống à, và rồi trở lại đó à, à, ông trưởng giả này đó khi được hỏi tại sao mà xây nhiều cái cốc chi ông ta mới đáp rằng là muốn tạo nhiều công đức phước báo à, và nhờ vậy nên đó là tu viện Phật giáo được thành hình à, để à, hội trì tam bảo để hội trì à, cho đức phật và chư thánh tăng có chỗ nơi tu tập à, tịnh dưỡng à, cũng như là à, à, có nhập ba tháng hạ à, rồi à, một hôm đó, ông tu đà cấp cô độc này đó à, trên cái chuyến hình hương à, đôi, đi làm ăn buôn bán À, qua cái xứ Ma Kiệt Đà này đến thành Vương Xá này thì như thường lệ đó ông ta đến thăm người anh rể của mình à, cũng như là một người bạn thân thì lúc mà ông ta đi vào nhà của người anh rể này đó ông ta rất là ngạc nhiên vì không có ai để ý ông ta cả à, vì mỗi lần trước á à, những lúc mà ông ta đến thăm người anh rể cùng gia đình đó thì anh rể này và toàn thể gia nhân trong nhà thường vui mừng ra tiếp đón đềm nở thân mật. À, nhưng hôm nay à, tất cả mọi người đó đều à, bận rộn và đến nỗi mà hồi hợp không có à, để ý tới ông ta. À, và ông ta thấy cái vậy đó thì mới lấy làm lạ mới hỏi người anh rể. À, tại sao không có đón tiếp tôi niềm nở như lúc trước à, Có phải là trong nhà đang chuẩn bị đám cưới Hoặc chuẩn bị cho một cái đại tế lễ Hay là à, chuẩn bị cho việc mà nghinh tiếp à, Một vị quốc vương hay không à, Thì à, à, người yên sẽ mới đáp rằng á, Ngày mai à, tôi thỉnh Đức Phật Và chư Thánh Tăng đến thọ Trai và Ban Phước Lành À, thì uh, nghe như vậy đó mới vừa nghe chiếu phật á thì ông cấp cô độc là do có cái nhân duyên lành thâm sôi trong quá khứ đó, uh, cho nên mới uh, chật dùng uh, mình uh, rung cảm toàn thân uh, rung động biến động toàn thân uh, cho nên ông ta mới hỏi tiếp là uh, uh, anh nói là có một vị phật đến đây phải không uh, thì ông ta đó, người sẽ mới đáp vâng đúng À, ngày mai Đức Phật đấng toàn giác sẽ đến đây, à, thì ngay lúc đó ông à, cấp cô độc này rất là vui mừng không thể nào diễn tả được, à, à, rồi à, à, qua cái à, à, điều đó đó chúng ta mới thấy rằng đó, khi chúng ta có nhân viên với chánh pháp đó, có nhân viên với Phật pháp. Đó, À, có thể là khi nghe một bài kinh à, Khi à, à, thấy một tượng Phật à, Vân vân à, Nếu mình có cái nhân duyên thâm sâu Tự nhiên mình cảm giác Tự nhiên mình cảm xúc à, Nhiều khi đọc kinh Tự nhiên có thể mất sơ lợi à, Mà không phải là do mình buồn mình khóc Mà tự dưng như vậy Là mình có cái duyên lành thâm sâu Với Phật Pháp á thì à, ông cấp cô độc cũng vậy đó à, có thể vì trong những người quá khứ ông ta đã từng theo Phật từng phát nguyện hộ pháp cho nên bây giờ nghe cái chữ Phật rồi á tự nhiên toàn thân ta rúng động à, thì à, chính bản thân của Phật tử chúng ta có thể chúng ta suy si nghiệm lại à, à, có lẽ trong những đời tiền kiếp mình đã từng là những Phật tử thuần thành chân chính rồi À, thì chúng ta cứ suy nghiệm lại ha cái lần đầu tiên mà chúng ta nghe chữ Phật à, mình cảm thấy thế nào, cảm thấy có sự mà rung động hay không? À, cảm thấy có cái sự phấn chấn tinh thần hay là có một cái à, điều gì thắc mắc hay là à, cảm thấy nó an lạc, nó hoan hỷ hay không? À, thì chúng tôi nhớ đó lúc xưa lúc còn ở nhỏ Việt Nam á À, đi học thì trong lớp đó, lúc đó tôi nghĩ chắc khoảng chừng à, lớp à, 6, lớp 7 ha. À, thì trong lớp có một cái người bạn không? thì trước khi thi đó à, thường chấp ta lại niệm nam mô a di đà phật à, thì lúc đó tôi còn quá nhỏ đi không biết đọc cái câu đó làm gì à, mà cái chữ phật đó, chữ nam mô về phật tự nhiên nó là cái ấn tượng trong cái tâm thức của mình à, nên à, mình đã có nhân duyên với tam bảo rồi à, thì đời này qua đời sau à, chắc chắn mình vẫn còn có nhân duyên đó chứ không có mất à, à, có thể mình quên một cái thời gian nào đó thôi ừ, thì à, như chúng tôi có kể đó à, trong những cái lớp mà chúng tôi dạy Phật pháp cho các em sinh viên người Mỹ đó thì có một cái em đó là người ở Bắc Phi, tôi quên cái xứ rồi. Thì em này đó, nó nói rằng nó làm à, gần như dân chúng ở vùng đó là theo đạo hồi. À, nhưng mà người cha đó à, đi làm ăn buôn bán qua những xứ khác, mà nhất là khi đến những xứ Phật giáo, đó, thường thỉnh những tượng Phật về, thì đặc biệt trong nhà ông ta thờ Phật rất là nhiều. Thì nhiều khi bà con quyến thuộc, bạn bè tới hỏi tại sao mà thờ Phật vậy, ông ta đáp rằng là cảm thấy rất à, thanh thản, cảm thấy rất an lạc, cảm thấy rất hoan hỷ, rất thích thú thì thờ à, những tượng Phật trong nhà. À, và sau này cô đó đó qua Mỹ mới học à, đi du học qua đây đó, bây giờ mới lấy cái lớp đạo Phật của chúng tôi. À, đương nhiên là mỗi Phật tử chúng ta hơn có thể chiêm nghiệm được chính bản thân mình. À, những người thân của mình, à, những người xung quanh vân vân. Một khi mình đã có duyên với tam bảo rồi đó, thì đừng có lo là à, đời này mình có duyên gặp Phật pháp à, chắc chắn đời sau à, mình sẽ gặp được Phật pháp chứ không có gì để đang lo. Quan trọng chính bây giờ nè, mình có duyên duyên, mình có tạo duyên hay không, à, có tu tập hay không, à, thì khi mất rồi cũng qua cái thân tướng khác nhưng cái duyên đó nó vẫn còn à, thì à, trở lại đó à, thì sau khi mà nghe à, người anh rể nói vậy đó à, ông ta chấn động toàn thân rất rồi vui mừng à, không thể nào diễn tả được đó à, và cái người anh rể này cũng nói thêm là đức phật đó, Ngài sẽ đến ban phước lành trong cái ngôi nhà này hiện giờ ngài đã an trú À, ở cái phường Sitavana cạnh tỉnh sát trúc lâm à, phía tây thành vương xá. À, Nơi đến đây chúng tôi cũng xin mở hoặc chút xíu à, để vị à, hiểu thêm à, tại sao khi mà có những vị thánh nhân, à, như vị đại thiện tri thức, những vị cao tăng à, các ngài đến nhà mình, à, đến chùa vân vân, à, mình cảm thấy có cái niềm hoan hí. À, cảm thấy cái sự thanh thản an lạc à, thì chúng ta biết á, mỗi người chúng ta à, đều có những từ trường khác nhau à, nếu mình có sự tu tập á, thì cái từ trường mình người ta cảm thấy thanh thản cảm thấy an lạc à, cảm thấy tươi vui cảm thấy hoan hỷ còn những cái người mà hút chích rượu chè à, bạc vân vân á mình đến họ mình gặp họ nhìn ánh mắt họ À, hoặc xa xa thấy họ mình cũng cảm thấy rợn người rồi à, nên à, đó là điều mà ai cũng cảm nhận được à, tuy rằng không có nói nên lời tuy rằng chưa có nói chuyện trực tiếp à, mình cũng có thể cảm nhận được những điều đó đừng nói chi là à, Đức Phật đứng toàn giác à, cái từ trường của ngài hoàn toàn thanh tịnh à, mà chúng ta có nghe câu chuyện ha, ngài A Nan À, đi hậu Phật à, trên đường á có một con chim xa vào lòng của ngài Nan thì nó rung rẩy nhưng mà nó bay qua Phật thì qua à, bàn tay của Phật á lòng bàn tay của Phật á, thì con chim không còn rung rẩy à, thì ngài Nan mới thỉnh hỏi Phật làm sao vậy à, thì Đức Phật Ngài nói rằng á là à, vì cái nghiệp thức của ông vẫn còn nghiệp sát của ông vẫn còn cho nên con chim đó đó nó vẫn Rung rẩy nó sợ hãi nhưng khi mà nó bay vào lòng ta đó nó hoàn toàn không có còn sợ hãi nữa đó là mỗi chúng ta có thể cảm nhận được như vậy đó à, tâm mình tham nhiều sân nhiều ta gặp mình anh ta sợ còn tâm mình thanh thản an lạc mình sẽ đem lại cái từ trường đó cái từ trường thanh thản an lạc cho người khác qua cái lời nói qua cử chỉ qua hành động qua cái ánh mắt à, vân vân à, những cái điều đó mình không thể nào gạt được người khác. Có thể gạt bằng lời nói nhưng mà qua hành động cử chỉ họ sẽ biết uh, chính mình có được sự tự tại hay không, có được sự an lạc hay không, có tâm từ hay không, có tâm hy xả hay không, họ cảm nhận được. Uhm. Uh, rồi uh, rồi đi uh, giờ tại sao mà khi Đức Phật hay các vị thiền địa thức uh, chữ thanh tăng đến nhà À, của phật tử đó đương nhiên là đem cái từ trường thanh thản an lạc đó, đem cái niềm vui an lạc đó à, cho bất cứ chúng sanh nào trong cái căn nhà đó, trong cái chỗ đó đó ha nên à, à, quý vị thấy đó tại sao có nhiều người mỹ đó, người tây phương à, những người mà không biết đạo họ đến chùa tự nhiên tâm họ lắng động xuống à, vì cái ngôi chùa đó là cái chỗ nơi nhất là những đội tràng mà có chưa tăng chưa ni à, thường xuyên tu tập á thì từ trường đó nó sẽ thanh tịnh thanh thản an lạc. À, khi mình bước đến những cái chỗ khác chỗ vân à, vân như chúng tôi thường trình bày đó thì mình sẽ cảm nhận cái từ trường nó nóng nảy từ trường nó hung hãn vân à, vân như thế nào. Ừ. Rồi à, à, trở lại đó. À, À, người à, anh rể à, của ông cấp cô độc này đó à, sau khi mà nói về đức phật xong à, thì à, à, mới à, nói với ông cấp cô độc này đó à, nếu mà à, ông muốn đi gặp đức phật à, thì phải đợi qua ngày hôm sau à. À, vì bữa nay trời tối rồi à, không thể gặp được à, nhưng mà chắc chắn ngày mai sẽ gặp được à, thì à, đêm đó đó ông ta ông cốc cô độc này đó ở lại nhà người anh rể nhưng vì cái lòng háo hức à, cái à, tâm nôn nóng muốn gặp phật cho nên ông ta không có thể nào mà ngủ ngon được à, rồi ông ta thức giấc rồi ngủ rồi thức giấc ba lần như vậy đó à, nghĩ chắc là trời đã sáng à, nhưng mà nhìn ra ngoài thấy vẫn còn màn đêm à, và à, lần thức giấc cuối cùng á chúng ta nghe tiếng gà gái à, rồi lúc đó đó ông ta mới mạnh dạng à, bước ra khỏi nhà của người anh rể này định đi ra khỏi thành vương xá hướng về tỉnh xá túc lâm à, vì à, à, trời vẫn còn tối cho nên ông ta mới có tâm nghi ngại có tâm sợ sệt à, thì uh, trong kinh uh, như là kinh điển nam tông cũng có uh, nói về cái giai thoại này thỉnh thoảng tôi cũng có kể đến đó. thì ngay lúc đó tự nhiên trong hư không uh, có cái tiếng uh, thúc giục ta đi đi uh, đi đến đi sẽ để lợi ích uh, thì uh, nghe cái sự uh, uh, khuyến tấn như vậy đó ông ta à, à, cố gắng không lấy cái à, sự à, à, dũng cảm không mà đi à, qua cái chỗ đó không à, trong đêm tối rồi đến à, rừng Sitavana gần à, tỉnh xá à, Trúc Lâm à, và gặp Phật ngay lúc đó Phật cũng biết là có ông ta ông cấp cô độc tới cho nên Đức Phật ngài à, đi thiền hành đến mà để à, gặp à, ông cấp cô độc. À, thì ở đây ha, chúng ta thấy à, là à, trong cuộc sống của chúng ta đó à, có rất là nhiều người nếu mà mình có dương duyên lành với họ đó họ sẽ hỗ trợ mình và những người bằng xương bằng thịt. À, những người à, bà con quyến thuộc của mình bạn hữu của mình à, còn sống đây à, nếu có duyên lành thì làm gì họ cũng sẽ hỗ trợ mình và ngay à, cả khi họ mất rồi à, nếu mình còn cái tình thâm đó đối với họ họ vẫn còn thương mình kính trọng mình thì chắc chắn họ sẽ hỗ trợ mình mà à, người Việt Nam chúng ta thường nói câu là à, những người khuất à, mặt phước ngoài đó đối với trong đạo chúng ta, ta nói những hương linh, hay là những thiên thần hay chưa thiên, quỷ thần, vân vân, nếu họ có duyên với mình trong quá khứ, dẫu có hình tướng nào, họ cũng theo họ hỗ trợ mình. Và đương nhiên ngược lại, nếu mình đã tạo cái nhân xấu, cái nghịch duyên, cái oán thù với người nào đó, thì lúc họ sống hay lúc họ mất hay lúc còn có thân người hay là có thân chư thiên quỷ thần súc sanh vân mình gặp họ là họ cũng muốn hại lại mình à, vì cái nghịch duyên đó cho nên như tại sao tốt nhất là mình đừng có gây án thù với ai cố gắng tạo duyên phước lành thì à, à, cái tiếng trong hư không mà khuyến khích ông cấp cô độc à, tiếng bước đi qua màn đêm để đến tiện xá Trúc lâm gặp Phật đó, đó chính là một người bạn hữu à, của ông ta à, à, lúc trước à, khi còn làm người à, à, người bạn rất là thân thiết ông ta qua đời à, được cái Phước báo làm chư thiên cho nên ta biết được là ông cấp cô độc muốn à, đến gặp Phật cho nên ông ta vì muốn hỗ trợ người bạn mình À, khuyến tấn người bạn mình cho nên nói những lời nói đó à, nên à, trong cuộc sống hàng ngày đó chúng ta cũng có thể cảm nhận được những cái lúc mà chúng ta à, bối rối hay những lúc mà chúng ta à, còn à, có cái sự mà không có dứt khoát đó, à, thì cũng có thể hoặc là người bạn của mình à, hoặc là những người xung quanh hoặc là có một cái gì đó nó sẽ thôi thúc mình à, sẽ làm những cái điều lành điều thiện à, điều gì mình làm có thể thành công đó là những người mà họ theo mình họ hỗ trợ mình à, à, nên à, chúng ta cố gắng ha, bất cứ lúc nào à, phải gieo duyên lành với nhau thì hay hơn ha. à, như trong cuộc sống mình chung quanh có nhiều người hỗ trợ mình thì chắc chắn mình làm việc gì cũng dễ dàng thuận tiện hết mà nếu chung quanh mình à, ai cũng ghét mình, à, muốn à, trả thù, trả oán mình, thì rất là khổ. Mình làm đầu thì sẽ bị cản trở đó. Cho nên lý do tại sao mà cũng có những người à, làm gì cũng có nhiều người hỗ trợ, nhưng mà có những người làm gì cũng có nhiều người cản trở, ra cũng từ chỗ đó. À, nếu mình bị những cái nghịch duyên vậy, mình cố gắng à, tìm mọi cách để... Ai, à, 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 giải cái những cái à, oán thù đó ha? à, để mình cố gắng tạo duyên lành với nhau. Rồi đó à, sau khi mà ông ta có cái sự dũng mãnh như vậy đi ngang qua à, màn đêm để đến tỉnh xá à, trúc lâm gặp phật á thì lúc đó à, đức phật ngài đang hành thiền vào buổi sáng đó, thì ngay lúc đó tự nhiên ông ta à, À, giật mình và ông ta cảm thấy là toàn thân à, súng động à, và khi gặp Phật ông ta đánh lễ Phật, à, và à, ông ta nghe được cái âm thanh tao nhã, âm thanh hiền hòa à, từ Đức Phật à, khi Đức Phật Ngài kêu ông ta hãy đến đây ngày thiện bá hộ của dòng họ Tu Đà. À, thì à, à, lúc mà ông ta nghe đức phật ngài à, gọi ông ta là à, tu đà đó thì ông ta cũng giật mình vì à, à, trừ gia đình của người anh sẽ không có ai biết được à, tên họ thật của ông ta vì à, mọi người xung quanh chỉ biết tên của ông qua cái danh hiệu là cấp cô độc thôi à, và ít có người biết ông ta hay là có người gặp ông ta trực tiếp dẫu ông ta cũng giúp rất là nhiều người nghèo khổ và vì đa phần là gia nhân của ông ta thay ông ta làm những việc đó và ông ta cảm thấy cái niềm tin À, đối với Đức Phật á, ngay lúc đó, đó à, Tăng trưởng à, à, chắc thật liền à, Không còn có nghi ngờ gì hết Cho nên ông ta mới à, đảnh lễ Và nói rằng à, Con kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Ngài có được bình an hay không à, Thì Đức Phật Ngài mới dạy rằng à, Như lai luôn bình an à, Chúc lành ông vừa đến thăm ta Thì nghe cái câu đó đó ông ta lại càng cảm thấy vô cùng à, hoan hỷ và, và à, à, đứng mà à, lắng nghe những cái lời à, phật dạy ha à, và lúc đó, đó đức phật ngài nói với ông cấp cô độc này đó à, là này tu đà cấp cô độc à, một bậc đã đứng chứng quả toàn giác giải thoát thì không còn đau khổ nữa Dù cho những cái điều đau khổ vi tế Nó cũng không còn nữa Rồi ừ, nói xong thì Đức Phật Ngài dẫn Ông Cốc Cô Độc đi kinh hành Vào buổi sáng đó Và Ngài vừa đi vừa giảng giải Những cái pháp căn bản cũng như là thâm sâu À, những cái pháp như bố thí trì giới à, hoặc là những cái pháp sanh diệt vô thường vân vân à, thì à, Đức Phật Ngài cũng biết à, à, căn lành của ông Cốc cô độc này á à, nó đã được trọn vẹn rồi được à, đầy đủ chín mùi rồi đó à, cho nên Đức Phật Ngài mới giải về cái giáo lý à, tứ thánh đế à, làm khổ đế À, tập đế diệt đế đạo đế mình đã học ha à, cái sự thật của khổ về thân và tâm của mình tập đế là nguyên nhân um, của những sự khổ đó do tham sân si mà nghi ác kiến à, diệt đế là niết um, bàn à, cái trạng thái à, mà mình chuyển à, hóa hết à, mọi sự phiền não khổ đau trong tâm thức của mình à, đạo đế tức là con đường bắt chính đạo đạt đến cái bảo vì nước bạn đó à, thì ngay lúc đó đó à, à, ông Cốc cô độc vì có nhân duyên thâm sâu với tam bảo với phật pháp nhất là với đức phật à, cho nên ta trực nhận được à, lời phật dạy liền người ta khởi tâm niệm hiểu rõ à, hệ cái gì có sanh chắc chắn phải có diệt à, và Ông ta không còn một chút hoài nghi À, gì về lời Đức Phật cả à, những cái pháp âm Phật thuyết ra nói ra à, cũng như là những giọt nước mà nó tưới tẩm cái thân tâm của ông ta à, được tươi mát à, ông ta thọ nhận cái pháp vũ đó à, một cách hoan hỷ à, rồi ngay lúc đó đó ông ta à, chứng sơ quả a la hán là Tư Đà Hoàng à, và cái à, quả vị này đó à, là còn bảy đời nữa à, thì sẽ chứng Thánh quả là hán và không bao giờ còn xa đỏ nữa. Thì ở đây đó như chúng tôi thường trình bày đó tại sao mà không phải chỉ riêng ông cấp câu đọc thôi đó à, nếu chúng ta đọc lại những cái bài kinh là những câu chuyện mà đức phật à, ngài độ cho những người đệ tử nhất là các vị à, đệ tử tại à, gia của ngài đó thì đa phần à, sau khi mà nghe những bài pháp thì các vị đều à, chứng sơ quả là hán nhập vào dòng thánh à, không còn à, xa đỏ vào ba đường ác nữa chúng tôi thường trình bày đó à, có những cái điều kiện căn bản không còn chấp ngã và có niềm tin uh, kiên cố bất thối chuyển uh, đối với tam bảo uh, đó là hai cái điều kiện căn bản nhất uh, để nhập vào dòng thánh ở chỗ đó uh, thì uh, như chúng tôi trường trình bày thì uh, chúng ta trong đây uh, cũng có những vị uh, có cái niềm tin bất thối chuyển với tam bảo nhưng còn cái điều làm còn sự chấp ngã nhiều uh, nên uh, chúng ta cũng chưa có nhập vào dòng thánh được là chỗ đó nên khi mình làm cái việc gì mình không có dính mắt vào chuyện mình làm không có chấp trước không có thấy mình á thì từ từ mình mới xa bỏ được cái sự chấp ngã thì cái việc mà tu tập của mình nó mới hạnh thông cái việc mà tạo công lập đức của mình á nó mới được trọn vẹn mới được viên mãn chứ bằng không mình làm gì À, mình cũng kể công, mình cũng nghĩ mình có làm á, Như ông Vua Lương Võ Đế đó ừ, Thì chỉ là cái phước báo hữu lậu thôi ha. Nhưng mà đương nhiên á, à, như Đức Phật Ngài dạy à, Trong Kinh 42 chương á, à, có 20 điều khó à, Làm thân người là khó, gặp Phật Pháp là khó Gặp được chư thiền tiêu thức lại khó Và gặp Phật lại càng khó hơn thì đương nhiên à, chúng ta ngồi đây đó chúng ta chiêm nghiệm lại đúng, à, vì chúng ta chưa có đủ phước báo công đức cho nên chúng ta không có à, gặp à, đức phật và ngay cả các vị thánh à, a la hán à, các vị tổ các vị thiền ý thức chúng ta à, không có gặp trực tiếp để nghe lời của các ngài dạy trực tiếp đúng, do à, chúng ta à, thiếu phước à, thì sẵn đây đó Chúng tôi cũng xin trình bày đôi chút đó, Để vì biết đó, cái gì cũng vậy Nó có sự tương ưng à, Tâm mình thế nào Mình sẽ chiêu cảm cái hoàn cảnh môi trường Hay những người xung quanh Tâm mình hiền lành Thì mình sẽ đến hay mình thích Gần những người hiền lành à, Tâm mình hung dữ Tâm mình ganh ghét, đố kỵ à, Thì nó sẽ chiêu cảm Những cái người đó để Vì lấy ví dụ như nếu mà tâm mình hiền lành những cái người mà họ xảo trá á, họ hung dữ thì chắc chắn mình không có ngồi nói chuyện với họ được nhiều à, và ngược lại cũng vậy nếu tâm mình hung dữ thì những người hiền lành á, họ không có tới được với mình vì những người đó mình cảm thấy à, Làm à, chán ha, lạc lẽo đó ừ à, tâm những người mà À, gọi là bổn sẻn, kêu kiết hay là người ganh tị vân vân cũng vậy đó nó chiêu cảm với nhau nên à, điều này nói rõ là chúng ta đừng có trách tại sao mà trong đời này à, chúng ta không gặp được các vị thiền ý thức không gặp được các vị thánh à, các vị tổ là vì cái tâm của mình à, nếu mà có gặp các ngài nữa cái tâm ganh ghét đố kỵ đó tâm sân hận đó đó mình gặp các ngài thì thực sự mà nói đó là rất nguy hiểm cho mình mình rất là dễ tạo nghiệp tại sao vậy vì mình không có biết các ngài à, là những vị thánh vị tổ mà mình nói những lời có thể làm à, làm cho à, tổn phúc của mình à, như quý vị nhớ câu chuyện À, chú à, tiểu Sa di đó hông à, thì à, khi mà à, nghe vị thầy mình à, tụng kinh á thì mới nói sao mà tụng kinh theo giống như là chó sủa à, thì cái vị tăng già đó cái vị đó đã chứng thánh quả là hán á thì mới khuyên cái chú này con nên sám hối đi thì chú tiểu này nghe như vậy đó mới sám hối nhưng vì cái nghiệp lực À, nói cái lời đó rồi sau này à, là thành chó à, rồi à, bị à, ừ, à, người khác á, à, chặt bốn chân khi con chó này đi tìm thức ăn vô cái tiệm á, à, ăn à, cấp những cái thức ăn đó rồi bị người chủ chặt bốn chân liền qua cái à, à, bãi xác thì ngài sát Phật ngài đi ngang qua ngài nhặt con chó lại rồi ngày chú nguyện và sau khi một con chó này mất á thì sanh trở làm người làm sa di quân đề và trong vòng có 7 tuổi xuất gia mà tu tập chứng thánh quả là hán thì cũng tôi muốn nói điều này đó là nhiều khi á nếu mình không có chánh niệm không có sự thành tâm mà gặp các vị thánh các vị tổ mà mình lỡ sơ xuất một lời thì mình sẽ dễ dàng tạo nghiệp ở chỗ đó Cho nên quan trọng chính mỗi Phật tử chúng ta từng có lo Là không có gặp được uh, thiện ý thức Không gặp được uh, chư Phật, chư Thánh, chư Bồ Tát uh, Mà quan trọng chính là tâm mình có chuẩn bị hay không Tâm mình có thanh tịnh hay không uh, Tâm mình có thành thật hay không uh, Có chân thật uh, Có uh, hết lòng với Tam Bảo có cái niềm tin kiên cố bất thối chuyển với tâm bảo hay không? À, đây là tôi nói về cái kinh nghiệm. À, nếu quý vị có thể cảm nghiệm được, không? nếu mình có tâm thành đó, chắc chắn các ngài sẽ thiện cách này, các ngài sẽ hình cách khác à, để gần mình, để hỗ trợ cho mình, để hướng dẫn cho mình. À, nên đừng coi lo là đời mạt pháp hay chánh pháp. Mạt pháp chánh pháp là do tâm mình mà ra. À, tâm mình thành à, thì lúc nào chư Phật chư Bồ Tát À, chư tổ cũng gần mình gia hộ cho mình còn nếu mà tâm mình mà vọng động, mình có gặp phật gặp chư tổ chư thánh thì nữa đó mình cũng không biết các ngài là ai à, à, nên á, như chúng tôi thường trình bày đó à, có thể là mắt phàm chúng ta không thấy nhưng nếu mà mình có sự tu tập tinh tấn có niềm tin kiên cố đó à, thì mình qua à, khi mà đi qua Ấn Độ để viếng tứ thánh tích đó mà trong kinh đại đức bàn Đức Phật này dạy đó cũng còn những vị thánh ở La Hán các ngài thi hiện nhưng mà những người phàm phu không thấy được chỉ có những người có hội nhãn mới thấy được thì trở lại đó ha, tôi muốn nhấn mạnh điều này bởi nhất là các vị mà phát tâm hộ pháp an tâm Nếu mình có tâm thành thì bằng cách này bằng cách khác chư Phật chư Bồ Tát à, Long Thần Hộ Pháp sẽ hỗ trợ cho mình à, và đương nhiên nhờ đó mình sẽ tránh được nhiều tai ương hoạn nạn mình sẽ tránh được à, tài sư ngoại đạo còn bằng không á à, nếu mình không có định tâm mình tâm mình không chân chánh thì chắc chắn mình sẽ tương ưng với những cái người đó những cái vị đó ha thì uh, sau khi mà nghe lời Phật dạy những cái âm thanh thanh tịnh như vậy đó, thì ông cấp cô độc này uh, chứng sơ quả a la hán liền nhập vào dòng thánh liền uh, do trong những đời tiền kiếp đã gặp Phật rồi uh, có cái phước báo uh, cũng như có cái duyên lành thâm sâu nhất là đối với Đức Phật uh, thì uh, uh, sau đó đó ông ta mới thành tâm mà thỉnh mời Đức Phật à, đến nhà ông ta à, để thổi trai à, 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 và à, đương nhiên là ông ta cũng à, biết người anh rể cũng đã à, thỉnh Phật rồi và ông ta cũng thỉnh Phật à, đến nhà người anh rể trước rồi sau này sẽ thỉnh Phật đến nhà ông ta để thổi trai ha. thì Sau khi mà đức Phật ngày tới nhà của người anh sĩ Ấy thổi trai xong á thì ông ta, tức ông cấp cô độc này đó mới xin phép đức Phật hứa khả cho ông ta xây cất một ngôi chùa để dân chư tăng cũng như đức Phật cư trú trong thành xá vệ và Đức Phật ngài nghe lời thỉnh cầu của ông Cấp Cô Độc thì Đức Phật ngài chuẩn y nhưng mà Đức Phật ngài nhắc một điều là các bậc giác ngộ chỉ thích những nơi thanh tịnh. và như chúng ta đã biết sau khi mà được Đức Phật chuẩn y và sau khi nghe lời như vậy đó thì ông Cấp Cô Độc mới thỉnh Phật rằng là à, con đã hiểu, con rất là hiểu tôn ý của Phật, con sẽ chọn một cái người nào gần xá vệ nhưng không có ồn ào à, thì à, như chúng ta có học qua nhiều lần ha sau này ông ta à, đi tìm chỗ này chỗ nọ à, không có vừa ý chỉ đến cái khu vườn của thái tử Kỳ Đà vừa ý à, và ông ta muốn mua cái khu vườn đó à, và ông thái tử này đó à, không có muốn bán ông ta chỉ nói chơi à, nếu mà ông lót hết cái khu vườn này bằng vàng á thì tôi mới bán thì nghe vậy ông Cốc cô độc mừng quá ông ta mới sai uh, gia nhân uh, trở về uh, nhà để đem vàng lót hết đó, và thấy cái sự thành tâm của ông này đó ông Cốc cô độc nên thái tử mới nói thôi như vậy đó đã đủ rồi ông có công đức uh, phước báo cúng dường cái vườn này thì tôi cũng cúng dường Phật À, cái cây trong cái vườn này à, cho nên chúng ta thường nghe đó ha à, vườn là của ông cấp cô độc à, cây của thái tử kỳ đà nên à, gặp lại thường nói là tỉnh xá kỳ viên là chỗ đó ừ. à, là cái chỗ nơi mà ông cấp cô độc phát tâm à, cúng dường à, cùng với sự hỗ trợ của thái tử kỳ đà này đó à, cái chỗ nơi rất là thích hợp À, cho à, Đức Phật và Chư Tăng à, tu tập à, Và ông Thái tử kỳ Đà đó Chính là à, con của vua Ba Tư Nặc đó à, Thì à, thôi à, Cũng quá giờ chúng tôi xin à, tạm dừng ở đây à, Để kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp yeah. à, Nam Mô Bổn Sư Tích Ca Ni Phật